Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh và chào các hiền đệ. Báo cáo với lại các sư phụ cùng các huynh đệ buổi chiều ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023. Thì từ sáng giờ mới có một thượng đế ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Thượng đế đã trần văn chốt 12 cuốn băng cassette băng cụ tổ. Băng này theo cách gọi nông dân tá điền như mình ấy, gọi là băng này là băng cụ tổ. Băng này là băng Maxen UD2. Maxen UD2 nó có hai màu, một màu xám và một màu đen. Muốn lấy màu nào thì lấy. Một cuộn băng như thế này, nội dung chương trình thì tùy ý, chọn chương trình nào cứ bảo mình nha. Cả hộp nữa, mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất quả đất, đó là 80.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Trước khi thâu băng bao giờ cũng phải kiểm tra dây băng, sau khi thâu lại kiểm tra là chất lượng nó có đạt hay không. Nên là các đồng chí mà có nhu cầu về mua băng cassette thì không phải lăn tăn nha, không phải lăn tăn về vấn đề chất lượng đấy. Vì chất lượng thì lão nông coi như là phải kiểm tra trước khi gửi đi, đó là một điều chắc chắn. Đủ tiêu chuẩn thì lão nông mới cho đệ tử xuất sơn, cho nếu mà không đủ tiêu chuẩn thì có phải là đệ tử bôi xoa chát chấu vào mặt lão nông không, có bảo không ạ? Đấy. Còn bây giờ xin thưa với lại mọi người, loay hoay phải đến nửa tiếng ấy, tức là 30 phút nhá. Theo cách gọi của người dưới xuôi nửa tiếng là 30 phút. Đấy. Thì một giờ có 60 phút. Đấy, thế nhưng mà ở đây mất 30 phút. 30 phút mới gỡ bỏ được xiêm y của nàng coi như thế là vét 206 nhá. Mắt xanh, tóc vàng và da trắng. 30 phút mới gỡ được đấy. Tại vì gỡ cái đài này ra cũng lằng nhằng nhằng phết, lần đầu tiên mà. Bối ra bối rối lúng ta lúng túng cứ như kiểu lần đầu tiên làm chuyện ấy nhá. Lúng ta lúng túng ấy. Đấy. Thì đã gỡ bỏ ra rồi. Thì mời mọi người xoay xem mà thực hư nó như thế nào. Đây này. Cái đài này là đài radio chứ không phải đài cassette nhá, không phải radio cassette, chỉ có radio thôi. Đấy, các băng sóng vào đây này. Đấy. Đài này của sư phụ U70 ở Bắc Ninh. Lần trước gửi tặng mình cũng quay để mọi người thấy được cái tình cảm của sư phụ mình. Sư phụ mình U70 rồi, gửi tặng mình cái đài VEC 206. Gửi tặng chứ không phải sửa nhá. Đấy, cùng với bọc chè, cùng với món quà nữa. Một lần nữa để trân trọng cảm ơn sư phụ, chúc sư phụ bách niên dài lão, sáng cái con mắt chặt cái đầu gối nhá. Vào bên trong. Hôm nay tháo ra để đánh rửa, tắm rửa sạch sẽ xong rồi xem nó ra làm sao, thật tư như thế nào, nó có riêng gì không nhá. Đây bên trong của nó đây. Đấy, bên trong thì đài cũ thì nó không thể để tránh khỏi những cái màng nọ màng kia nhá. Đấy, những cái màng này nó cũng không quan trọng lắm. Trên thực tế trong cuộc sống của chúng ta thấy nó có một cái màng rất chi là quan trọng. Mà nhiều khi cái màng đấy nó còn ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình nhá. Cái màng đấy mới quan trọng chứ cái màng này thì không quan trọng. Đấy. Này. Đây là cái nắp đằng sau của nó đây. Nắp đằng sau của nó đây. Không biết là có ký CCCP không? Các chú cứ phá không? Này. Vét 206 đây. Đây. Mazda in USSR. Đây. Mazda in USSR. Đấy, mình nhớ là hàng của Nga là còn có cái đóng dấu là CCCP cơ. Nhá, là các chú cứ phá đấy. Đấy. Nắp đằng sau. Đây là nắp pin. Đây nắp pin. 246. Đây là chạy 9V. Chạy 9V. Nhìn này là biết 6 cục pin. Chạy 9V. Đây này, người thợ trước người ta độ cái nguồn này. Chế cái nguồn nhưng mà cái nguồn chán quá. Cái nguồn này dùng gọi là nguồn vớ vẩn. Nguồn này gọi là nguồn vớ vẩn nghe chưa? Hay nói cái khác là nguồn này chỉ có phan đình đáp. Đài dùng cái nguồn này. Cái nguồn này chỉ dùng cái bể khò để đun than ấy, đun than cám nhá. Chứ nguồn này không dùng nguồn đài được. Nhưng mà thôi, cổ nhân vẫn bảo là không có chó thì bắt mèo ăn phân. Người ta không có nguồn của Nhật thì người ta lóc nguồn này vào gọi là chạy tạm nhá. Cái khu vực của mình gọi là xài đỡ nhá. Đấy, khu vực mình đang sinh sống người ta gọi là xài đỡ, còn mình thì gọi là chạy tạm nhá. Đấy, tức là không có thì dùng tạm. Đấy. Đây là cái mặt đằng trước của nó đây. Đấy, khi mà lắp vào là nó chụp vào như này này. Nó chụp vào như này. Đây. Đấy, nó chụp vào như này nhá. Đấy, thì đã tháo ra rồi thì nó như này. Đấy. Loa bầu dục
loa bầu dục này, loa bầu dục, nhưng mà loa này bị rách rồi, đấy, nhưng mà chắc là vẫn nói tại vì đây đấy, nó vẫn nhún nhảy, nó vẫn nhún nhảy, vẫn nhún nhảy. Tháo cái này là cái anten là phải tháo ra nhé. Đây cái anten này nó vặn ren này, cái đầu này, này. Không tháo cái đầu ra, không tháo cái đài ra đâu. Đấy. Và chạm hàng nghìn chiếc đài, rồi hôm nay mới gặp cái chiếc đài mà cái anten là chuyện đầu trên này nó còn có ren. Thế này. Còn có ren này vặn ra đây. Này. Ok nhá. Đấy. Đấy, thụt ra thụt vào này. Đấy, bít tông chạy trong lòng xi lanh này. Đấy, cứ thụt ra thụt vào này. Đúng không? Đấy. Càng ngày coi như nó càng tăng lên này. Đấy, xong lại dừng cái, xong rồi lúc lại tăng nhá. Này. Hai bên hai cái bóng báo. Hai cái đèn, hai bóng điện. Hai bóng điện, không biết còn sáng hay không nhá. Ở khu vực mình thì khi mà nó sáng thì người ta gọi là cháy nhá. Đấy. Thế còn mình thì cháy là chỉ có vứt đi. Đấy, nhưng ở khu vực của mình sinh sống gần với người ta thì người ta giải thích cho cháy là sáng nhá. Đấy. Cái đường này, cái công tắc này không biết là công tắc gì đây. Không biết có phải nguyên bản hay là chế thêm vào thì không biết đây. Công tắc này nghi, công tắc chế thêm vào không biết làm cái gì. Nghi lắm. Thế về cũng lần đầu tiên tháo cái chiếc đài VEC 206 ra. Lần đầu tiên đấy. Còn cách đây mấy chục năm thì cũng được nghe cái đài này rồi nha, cũng được nghe, cũng được sờ, cũng được nghịch rồi, nhưng mà nay mới là lần đầu tiên tháo cái chiếc đài này ra, tự tay mình tháo ra nha. Thế còn người khác tháo ra thì mình xem nhiều rồi, mình xem tức là xem người ta tháo ra, nhưng mà không phải là ngồi xem người ta tháo ra như thế này, chả ai người ta cho xem như thế cả, chỉ có mình mới cho xem nha. Đấy, đấy. Cái này như hai biến áp này như kiểu biến áp xuất âm chứ có phải không? Đây. Chắc là phải tháo ra dò mạch thì mới nghiên cứu được nó là cái gì. Phên vỉ thì thấy sơ bộ này vẫn còn sạch đẹp nhờ. Đây, không biết sửa cái gì ở đây, đây này. Cái hàn này. Đấy. Thì cái này mình cũng không biết lắm, mình biết đây nó là cái radio của Nga đó chứ còn. Không biết là mình có làm cho nó riêng gì được nữa hay không, chịu không dám chắc. Đây, linh kiện vào đây. Đấy, những cái linh kiện này của đài của Nga với nó khác so với những cái chiếc đài của Nhật. Đây, cái con ba chân này của nó này, những con ba chân có mũ đây này, em bạn con bán dẫn này, đây bán dẫn này, đấy, đây bán dẫn này, đây, đấy những cái con bán dẫn này nó chỉ cần không đúng tên của nó là nó đã không chạy, nó sai chế độ làm việc. Thế là khôi phục chiếc đài VEC 206 này cái khả năng mà nó rên rỉ lên là thấp lắm. Đấy. Tại vì cái con đèn bán dẫn đây là lại phải thay đúng của nó mới được, chứ thay đèn của Nhật vào nó cũng chẳng chạy. Đấy. Nha. Ở cái khu vực này thì hơi lằng nhằng một chút để. Đài này chắc lắp bằng tay chứ không phải lắp bằng máy. Đây, loa này. Đây, công tắc đi. Đấy, điện trở cầu. Đài này chắc chắn là lắp bằng tay. Đây, tại vì dây dợ nó lằng nhằng, cầu nó chỗ nọ chỗ kia này thì chỉ có tay chứ máy sao mà lắp được. Nhỉ, đoán vậy thôi. Xong lại còn liên quan cái thằng cu này đấy. Cái thằng cu này. Cái thằng cu này như cái máy xuất lúa đây. Những đồng chí nào ở nhà quê thì biết rồi, làm nông như mình thì biết cái máy xuất lúa đây, cái vò này, cái trục này, đấy, cứ đưa lúa vào là nó nhỏ vào cái này nó tuốt đây, cũng như cái máy xuất lúa nha. Đấy, hay chắc là sau này người ta mới nhờ vào cái đài này để người ta thiết kế cho cái máy xuất lúa đúng như cái gì để đẩy cái trục này. Nên là cứ đưa lửa, nó có những cái tai lên này, xong đưa lúa vào là nó cứ cọ lúa vào là nó rơi thóc rẻ, rơi bụi còn nó lại này. Phải nhá này. Ơi chụp chặt quá. Đấy này. Đấy. Đấy, đúng rồi. Đấy, chắc là nhờ vào cái này mới phát triển ra cái máy tốt lúa. Đúng rồi, đúng rồi. Không bàn cãi gì nhá. Đấy.
Đấy, đây, băng này. Đấy, bảo cái đà này có thủy ngân, đà này còn zin mà chả nhìn tìm thấy thủy ngân ở đâu. Chả nhìn thấy cái ống đỏ thủy ngân ở chỗ nào cả. Đà này còn zin ý. Chả nhìn thấy chỗ nào cả. Hết rồi. Thôi đã, mời mọi người xoay nội thất trước đài phía 2 đài 6. Mình tháo ra để đánh rửa sạch sẽ. Đấy, không biết có làm được hay không, không biết thôi, nhưng mà thôi thì tháo ra rồi thì quay để cho mọi người xem nha. Tại vì trên thực tế mình nay lần đầu tiên mới tháo cái chiếc đài này ra. Chứ còn anh em huynh đệ nó có nhưng nó cũng chẳng cho mình tháo ra xem như này nha. Như của mình thì mình mới dám tháo ra như này được chứ còn. Thôi đây, xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Trước khi chào thân ái, mời các đồng chí xem chiêm ngưỡng mặt của nàng, dung nhan của nàng nha. Merci. Merci beaucoup.